Vâng, thì đang đóng hàng thì cũng một bác chủ là chốt đó là anh Hồng ở Hòa Bình, thì bác có điện thoại và lấy con băng 7DG này nha các bác. Thì đây hiện tại thì em hết hàng, chỉ có về được một con nha các bác. Con này rất là mới thì em đánh giá là 10 triệu thì rất là nhiều bác hỏi nha các bác. Đấy, nhiều rất nhiều bác so sánh ở so chỗ khác bán có 7 8 triệu, thì 7 8 triệu bây giờ em mua vô đã hơn 8 triệu rồi. Đấy. Tiền vận chuyển vận đồ bây giờ bán cho bác là 9 triệu 700 ngàn là bao ship, thì còn lại được 700 ngàn, hơn 700 một tí nha các bác, 700 800 gì đấy. Đấy thì đấy, sưu tầm được một con ly, các bác thấy bán được con ly 800 ngàn thấy nó rất là to, nhưng mà cái đó là cái công lao của em nha, đưa về một sản phẩm rất là mới như thế này, ngồi trong phòng này rất là nóng, nên em cao trần các bác sẽ thấy được ống gương này nè. Còn hộp gỗ nữa, em phải đặt mua hộp gỗ nữa nha. Đấy. Chưa tính hộp gỗ nữa. Có hồi gỗ, các bác không lấy hồi gỗ thì trừ ra 500 ngàn. Mà có hồi gỗ thì nó rất là tiện. Vậy cho các bác bỏ tiền, bỏ tiết 500 ngàn, không lấy hồi gỗ, sau này có 500 ngàn tiền rồi mua hồi gỗ không có. Đấy. Thì bác là bác định là bỏ cái hồi gỗ đây nha, trừ 500 ngàn. Mà thôi, bây giờ để lại hồi gỗ thì không có hồi gỗ rồi, nhìn âm ly nó không được đầy đặn cho lắm. Thôi bác bớt cho bác là 300 ngàn, là 9 triệu 7 này, gửi luôn cho bác chơi. Con này rất là mới, chỉ có một con thôi, con trước thì về cũng bán rồi, con trước không có hồi gỗ nha các bác. Đó, thay đổi mới đó này. Nhiều bác thấy lãi một con ly giờ 700 hay là đến 800 ngàn, có con thì lãi 500 em vẫn bán nha các bác. Đấy, các bác thấy nhiều vậy á, một người. Nhưng mà mình mua và mua từ bên đó về và sưu tầm được những con đẹp như này thì đó là gọi là công lao. Và thứ hai nó may nha, còn mà nó rủi một cái là vận chuyển nó mốt cạnh hay là nó trầy cái mặt ra một cái là về bán lỗ là 100% lỗ nha các bác. Ngán cái là vận chuyển từ bên nước ngoài về đấy, chứ còn mua bên nước ngoài là rất là đẹp nha các bác. Đấy, về mà là nó đéo không kỹ là mốt cái cạnh này là coi như thôi rồi nha. Thôi rồi là chúng ta lỗ rồi đấy. Lỗ thì là bán về vốn thôi. Bây giờ mà nó vận chuyển mà nó mốt vậy là sao? Là anh em cũng không thích rồi. Thứ nhất là mình cũng không thích. Bán về vốn là mừng lắm rồi nha các bác. Còn con này thì đấy, thì nói thẳng đó, thật các bác đấy. Rất là nhiều bác hỏi nha. Nhiều bác đi coi trên mạng, trên Google cái từ cái năm nào bán 8 triệu, 9 triệu. Có bác thì nhắn tin em sao chỗ kia bán có 9 triệu, mà em hỏi có hộp gỗ không, mà có đẹp như thế này không. Đấy. Rồi cuối cùng bác này chốt rất là nhanh nha, điện thoại cái rẹt thôi. Đấy. Hỏi có bớt không thì em tự động bớt là 300 ngàn để bác cà phê cà pháo. Ba lăng. Khi chúng ta gạt qua đây nha, nhiều bác cứ về không biết cái này, gạt qua trên giữa này, sau này, lúc sau này thì ba lăng chúng ta chỉnh không được nha. Tập tắt qua oi ít á, bật qua oi ít này thì ba lăng mới chỉnh được nha. Đấy, đặc trưng của dòng xanh xuôi bán dẫn là vậy. Hay là chép này, low nét này, hai cầu loa chúng ta đánh hai cầu. Còn là mới tinh. Rồi con này là con R5 là các bác, R5 780D có hồi gỗ thì 10 triệu 500 ngàn. Có hồi gỗ nhìn rất là chắc và em đang về ba con nữa nha. Giá là 10 triệu rưỡi, hàng đẹp cấu cạnh cho các bác nha. Rồi chiều nay lên đường cho bác nha. Điện áp 100V nha các bác, con này là hàng nội địa của Nhật nên là sử dụng điện 100V.